Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình và mình là Slenderman đây. Ngày hôm nay mình sẽ vào refi chơi các bạn ơi. Có rất là nhiều bạn á nhắn tin cho mình hỏi là anh ơi sao lâu rồi anh không chơi refi đi. Thì thực ra là mình bắn dở quá các bạn. Cho nên là mình quay video á thì có nhiều bạn cũng góp ý với mình. Nói mình á là anh ơi anh bắn không có được hay, cho nên là anh cũng đừng có chơi refi nữa. Thì mình biết là mình bắn dở rồi, cho nên là mình cũng đã cố gắng gọi là tập luyện cày cuốc và cuối cùng video này là chặng cuối cùng. Mình sẽ lên được rank huyền thoại tử chiến các bạn ơi. Nói chung là mình cày cuốc cực khổ lắm các bạn. Thì cuối cùng á, bây giờ á là xong cái chặng này, nếu mà mình thắng mình sẽ lên được rank huyền thoại tử chiến. Cho nên là các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là like video này, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình như các bạn. Nhớ là xem quảng cáo bao nhiêu quảng cáo nếu các bạn là fan chân chính ủng hộ mình. Rồi thôi bây giờ mình sẽ vào chặng luôn. Mong là chặng này mình sẽ lên được rank huyền thoại tử chiến. Ok, let's go. Ok, mình đã vào chặng rồi các bạn ơi. Mong là hai lần này mình sẽ vô và không bị ăn hành các bạn à. Ok, bây giờ á là mới vô á thì mình sẽ cầm một cái cây lục, đó là G18, đó là cái cây mà mình rất là hay bắn. Rồi mới vô nè. À đây đây đây, một thanh niên ở đây rồi. À, vuốt nè, trời ơi vuốt lên trời không mà không có trúng gì hết. Ok, nó vô là mình bắn gà đó bạn. Rồi đây rồi thanh niên. À rồi xong nè nè. Vô này, trời ơi tưởng là vô đầu rồi chứ. Ok, cứu đồng đội cái nào. Ê khoan khoan, từ từ, nó kìa. À nó bị gục rồi, Rồi cứu đồng đội cái nào. Ok, come on. Rồi ok, còn một thanh niên. À còn hai thanh niên bạn. Còn hai thanh niên với một thanh niên bị gục rồi. Đâu rồi ta? Đâu rồi ta? Ờ đâu rồi, hình như là bên đây nè, ui kìa kìa kìa, nó kìa, à này này, ui tám mấy máu, ui trời ơi sao không hit shot ta, trời ơi, nói chung là chặng này hên ấy, rồi ok, cứu đồng đội cái nè, ấy từ từ bình tĩnh, à rồi bên kia rồi, thằng kia chắc cũng bị fail chắc rồi, đồng đội mình đang bắn nhau với nó, chắc là đồng đội mình sẽ ăn nó rồi, ôi trời ơi, nhanh nào, bên đây, ôi, mình định gọi là móc nó nhưng mà đồng đội mình đã tiêu diệt được nó rồi, ok, chiến thắng được chặng đầu tiên rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mua một cái cây nào, à, mình sẽ mua cây MP5 hả? Ok. Rồi bây giờ á thì mua mấy cái dụng cụ này nọ đồ. Rồi ok, bây giờ là chúng ta phải đợi thời gian rồi chúng ta tiến lên đó bạn. Đấy, các bạn thấy rồi đó. Mình bắn rất là dở, không có hay tí nào hết á. Nhờ đồng đội gánh này nọ thì mình cuối cùng mình cũng đã được chặng cuối cùng rồi. Chặng lên huyền thoại. Mong là thắng luôn đi để lên huyền thoại giùm cái. Rồi, come on. Đi nào đi nào. Ok, let's go. Đi với anh ai đây? Đạt đẹp trai. Ok, đi với anh đạt đẹp trai. Rồi rồi, đi vô đây đi. Rồi, từ 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 núp núp. Ơi, từ 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 nó bắn nó bên kìa. À, trời chưa gì nó gục kìa. Một thằng kia, một thằng đứng ngoài kìa. Rồi, bình tĩnh, núp vô. Ok, bầm máu cái nè. Ok, nó cầm cái lục bạc các bạn. Nó bắn mình một phát nửa cây máu. Rồi, ok, nó đâu rồi? Nó chắc nó chạy, chắc chắn nó chạy rồi. Không, mình bắn đâu có hay đâu các bạn, toàn là đồng đội gánh thôi. Cho nên là các bạn kêu mình chơi Free Fire thì mình cũng ngại lắm, bắn dở gì với quay các bạn lại nói nữa. Rồi đó rồi đó rồi, bên đây đi đây đây nào, còn hai thanh niên à, chỉ còn hai thanh niên thôi. À bên kia bên phải à đây đây, đây. Núp này à thanh niên nè, núp này trời ơi vậy mà không hit shot, đau lòng thiệt chứ. Rồi ok, vậy là chúng ta đã thắng thằng thứ hai rồi. Ngon rồi, come on. Rồi bây giờ là mình vẫn giữ súng nha, súng mình vẫn còn, mình chỉ mua bom keo với lại mua mấy cái áo rồi thôi là được rồi. Ok. Rồi ok, ngon lành canh đào luôn. Bây giờ là đợi thời gian nè, bây giờ mình đi đường nào đó ta? Đi cái hướng bên này khá là nguy hiểm, thôi đổi qua hướng này đi. Rồi ok, đi với đồng đội cho nó an toàn các bạn. Ơ, mình phải đổi qua hướng này nữa. Let's go, đi với mấy anh đồng đội cho nó an toàn. Đấy, đấy, ơ, ơ, cho, ui, vậy mà không vuốt lên đầu được, tức thiệt chứ. Nhấp liên tục vậy mà không được, cày quá. Rồi ok, núp nha cái nhà này. Tụi nó thế nào tụi nó cũng công lên à. Bình tĩnh nào. À, không có nào bên đây hết. Rồi bên đây coi, à, nó núp trong nhà hết rồi. Rồi ok, lên nào, lên luôn. À, núp trong nhà kìa, à, thanh niên núp trong nhà. Thanh niên này nhát à, núp trong nhà. À, thanh niên. Rồi, ơi, bắn hụt, trời ơi, bắn hụt nữa kìa. Trời, come on, đây, đây. Ui, nó chạy rồi, bắn không có trúng được cái gì hết á. Rồi, come on, nó bên đây, có đồng đội mình nè. Ui, quăng bom khói cái nè. Ui, nó bắn kìa, no. Ui, trời ơi. Sao lại bắn em như vậy? Em đã bắn dở lắm rồi mà mấy anh còn hại em nữa. Rồi ok, có đồng đội rồi, không sao hết các bạn à. Đây đồng đội mình nè. Đấy, đồng đội. Trời ơi, đồng đội mình nó nhảy kìa. Ok, nó đây nè. Đồng đội hay quá đồng đội ơi. Hay quá đồng đội ơi, hay lắm. Ok, cứu cái. Cứu, ui nó không cứu mình. Trời ơi, thằng kia nó bắn mình rồi. Rồi xong rồi. Ok, để coi đồng đội bắn sao các bạn ơi.
đồng đội mình bắn được các bạn, cho nên là gánh mình. Ui ui, đồng đội mình gục rồi, đồng đội trước mặt à. Ok, mình bị fail rồi, cho nên là giờ chỉ còn anh Đạt đẹp trai giúp mình thôi. Trời ơi anh ơi, cảm ơn anh. Rồi, chẳng cuối cùng các bạn ơi, chẳng cuối cùng là mình lên được huyền thoại rồi á nhá. Ok, đây là một cái video kỷ niệm thôi chứ không phải là gì hết, tại vì mình biết á là có những bạn gọi là fan của mình đã gọi là lên huyền thoại rất là lâu rồi, còn mình bây giờ mới lên. Khá là đau lòng, nhưng mà không sao, có còn hơn không đúng không các bạn? Cố gắng thì mình cũng được lên huyền thoại rồi, mình cũng vui rồi. Ok, tụi nó quăng súng ra hết luôn rồi, nó hỗ trợ tiền các bạn. Tụi nó tiền nhiều á, tụi nó hỗ trợ mình rồi, lụm. Ok, rồi lên. Đây là cái cây súng mình khá là yêu thích, đó là cái cây MP5. Cây này bắn khá là ngon. Ok, rẻ tiền mà bắn ngon nữa. Rồi, đâu rồi, núp vô. Ấy, đâu rồi ta, nó chạy bên kia, ơi, núp vô. Ây da, bây giờ nó bắn đầu quá. Nó chạy bên kia, thấy rồi. thanh niên. Đây, thanh niên núp bên kia kìa. Đấy, trời ơi, vuốt không được. Ây da, vậy là đồng cục một thanh niên rồi. Yeah. Ở đây, sau lưng, quay lại bơm máu cái đã. Sau lưng nào, quay lại nào. Rồi, ok. Đang bơm máu cho nên là mình không có dám cử động các bạn. Cử động nó không được. Rồi, ok. Rồi, come on, còn hai thằng à. Trời ơi, đồng đội mình quét sạch luôn quá. Ok, come on. Rồi, thắng luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, tại sao như vậy? Trời ơi, tại sao lại dễ đến như vậy? Ok, nhờ đồng đội gánh mà bây giờ mình... Khoan, từ từ, coi kết quả. Coi kết quả cái nè. Từ từ nè, coi kết quả coi sao nè. Come on, bấm vô nè. Rồi, ok, mình đợi thời gian nó qua. Kim cương 4. Boom! Huyền thoại 1 sao luôn các bạn ơi. 100 điểm vẫn còn luôn. Ôi, trời ơi, đã quá các bạn ơi. Đã quá các bạn ơi. Yeah. Cuối cùng mình đã lên được rank tử chiến huyền thoại rồi các bạn ơi. Wow, mình được lên được huyền thoại rồi các bạn ơi. Ok, để mình vô mình ngắm lại huyền thoại của mình. Wow. Ôi, bị lỗi rồi các bạn ơi. Mình mới lên huyền thoại 1 sao à, mà sao ở đây nó 38 sao là sao? Ủa sao kỳ vậy? Bị lỗi rồi các bạn ơi, nhưng mà dù sao mình cũng đã lên được huyền thoại rồi các bạn ơi. Rồi ok, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Đây là một video kỷ niệm thôi chứ không có gì hết. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem và nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cùng với đoàn xem mình cao, bấm dương cao. Nếu các bạn là fan nhật chính ủng hộ mình nha. Rồi và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.